rình rập người ta, đi tố giác, rồi lớn lên là sẽ đi làm những chuyện không có tốt, thì nó không còn cái gì là gọi là con người nữa, bạn bè À cũng mà không bây còn. giờ ban đầu mình vô quân đội mình không có biến chất thì sau một thời gian mình cũng biến chất Thì đúng rồi, là tại cái xã hội nó biến chất, cái chế độ nó biến chất, nó làm cho con người ta nói láo, mình thấy không, từ trên nó giống. từ trên xuống dưới đều nói láo hết rồi, rồi ai cũng nói láo hết, không ai dám nói thiệt nữa, nói thiệt thì nó bỏ tù mình. Thấy những người bị bỏ tù không? Giống như anh Trương Quốc Huy. Ủa, đúng rồi, nãy của chú Huy nãy giờ em định nói mà tại vì em tưởng đâu mà không thích À, Trương Quốc Huy là hồi đó cũng bị ở tù Quốc rồi, Huy là qua gì, Mỹ tự dưng rồi. lương tâm, tự dưng lương tâm. Ừ. Tị nạn chính trị. À đúng rồi ha, quên. Được được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp passport, cấp visa cho cấp thẻ qua Mỹ mà con nói Anh có xem cái anh có xem cái của mình, có xem đại chúng Huy không? có xem. Anh nhớ là được Xem nghe tổng chữ thống Donald miết. Donald Trump tặng cho cái bút đó bà, tặng cho cái Ừ. bút với lại một cái đề cái sô cô la mà con nói sao cái nhà À. kiểu Ừ. thì nó phản động, đúng À. rồi. Họ không thích ông Trump, con nghĩ là không thích ông Trump À. Lớp để lớp con em còn có cái hôm mà bầu cử Donald Trump với lại Joe Biden, lớp em còn mắc nguyên con bọ ta đang sống trong ngoài thiên nhiên đang bình thường, tự nhiên bắt vô xong nó đưa cái hình ông Donald Trump với lại ông Joe Biden, nó kêu là coi nó kiểu như qua nó bên bị nào cổ vũ. Đúng cái rồi, gì. Mà con vui nghĩ quá làm ơi. Giờ Joe Biden thì kiểu làm không ra gì hết á. hồi đó bà nói ông Donald Trump thắng mà không, con không hiểu tại sao ông Ông thắng, ông đâu có thua đâu. À, trong cái thế chiến lược toàn cầu bây giờ đó là tất cả mọi người đều đứng về phía ông luôn. Donald Trump Cái không vụ mà Iran, cái vụ gì mà Afghanistan. à. Em nghĩ ông Donald Trump thắng hay cô và mấy đứa? Em nghĩ là Donald Trump thắng, nhưng mà có điều là Trong một cái bàn kiểu lúc cờ đó, lắc tới 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 một lúc đó tụi con phải lui một bước, thấy không? Tại sao ông phải lui? Ông lui để làm gì? Để cho mấy người kia nó rơi vô cái bẫy hết à? Bây giờ họ làm bất cứ cái gì họ cũng mắc vô cái bẫy hết à? Thấy không? Hồi đầu đó là Tập Cận Bình là nghĩ là con cờ của Tập Cận Bình là Joe Biden, nhưng mà ông Joe Biden ông cũng đâu có làm được đâu, ông đâu có bây giờ ông đâu có dám làm theo Tập Cận Bình đâu. Thành ra Tập Cận Bình bị mà đánh đó, ai tôi nhớ thì nhớ, em không em nhớ. nghe bà nói kìa, nghe bà nói trong cái Ok, bàn cờ sao thì bây bà giờ nói đó lại vợ. thì bây giờ là tất cả đều rơi vô trong cái bẫy hết, một cái bẫy. Tại cái đầm lầy này ông Donald Trump ông biết rất là rõ, cho nên ông gọi là ông quyết tâm là quét sạch cái đầm lầy này. Thì cái đầm Nhưng lầy con này thấy ông đi về là ông thắng đó bà, đi về là ông ông thắng, ông thắng, ở nhưng lại là mà ông thấy thua nó tự nhiên bà. cái vùng đất mà có nhiều cái chất chất gì, chất gì ta, cái chất gì, cái chất chất ai, cái chất bán dẫn nhất luôn. Mà trong khi đó là tự nhiên người ta ông Trump lúc mà ổng lên chức thì ổng đã khóa chặt cái Taliban rồi, tự nhiên ông Trump lên ổng mở một cái rồi xong mất luôn cái mảnh đất mà có chất bán dẫn nhiều nhất luôn. À, Trời cái đất chất nó là đất hiếm đó. Ừ. Nhưng mà anh không thì sao đâu nghĩ tụi con. À, hình nó như là chuẩn một bị cái bầu con cờ lại rất là hay đó. Donald Trump bầu lại phiếu tổng thống gì nè. À, cái vấn đề nó không phải vậy. Trong cái bàn cờ thế giới đó thì tụi nó cấu kết với nhau, thì Trung Quốc nó muốn lập ra cái vành đai con đường, cho nên nó phải đi nguyên cái đường như vậy. Thì Trung Quốc đó là đầu tiên là nghĩ là ông Joe Tối Biden, rồi mấy đứa. có nghĩ là ông Joe Biden là cái con cờ của mình, nhưng mà cuối cùng ông Joe Biden ông đâu làm được cái gì theo ý của ông Tập Cận Bình đâu. Tại vì trong cái nước Mỹ, cái chính trị của nước Mỹ đó, quân Nhưng đội mà đó. người dân Mỹ người ta nó rất, người ta rất là khi mà, nhưng mà người ta phải trải nghiệm như vậy, tại vì khi những cái số người người ta giống như Trang bây giờ là cái người số người ủng hộ cho Biden thì đã bị giảm xuống rồi, Ừ, nhưng là mà có tại điều vì người là người dân, ta phải thử nghiệm, người ta phải xem coi, người ta phải trải qua thì người ta mới biết là người ta đánh giá được. tại vì người dân á, người yeah, dân Mỹ nó cũng ngây thơ như là người dân Việt Nam vậy đó. Người dân Mỹ đâu có biết là mấy người đó xấu nó xa như vậy, người dân Mỹ cũng không biết là thế lực ngầm đó bị là định xấu hướng xa như vậy. truyền thông của bà, À, thành ra ông Trump ông làm sao để cho người bị dân, biết tất.
right. Thì bây giờ ông cái thắng của ông Trump là ông làm cho người dân nhận thức được rằng đây là cái lớp người rất là xấu xa. Chứ hồi xưa người dân Mỹ nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt, đâu có ngờ rằng bây giờ có những cái người nó xấu tới như vậy, đúng không? Đó là lý do mà ông Donald Trump ông lấy lại được cái nhân tâm của người dân Mỹ, là gần như là một nửa, 2/3 dân số là ủng hộ ông Trump, là coi như ông thắng rồi, đúng không? Rồi bây giờ cái vấn đề của Biển Đông thì tất cả đồng minh đều ủng hộ ông Donald Trump hết. Ông làm sao cho tất cả đồng minh đúng đều mà, ủng hộ. Việt Nam mình cứ đứng hai thuyền hoài luôn á bà. Đứng hai thuyền, phần nửa thì bên kia, phần nửa bên đây, phần nửa bên kia bên đây. Đứng Việt Nam của mình luôn. Đã hạ cho nó tới khi... Nó dụ đường lưỡi bò gì mà Trung Quốc ta chiếm luôn đảo Hoàng Sa. Bây giờ cái vấn đề của Việt Nam... Việt rồi Nam khai đó. Ra cái gì mà cái lịch sử rồi xong đất nước của mình ôi. Đủ hết vậy trên đời luôn. Còn con thấy cái chợ này có ba đứa mà bà quản không muốn nổi cho ta. Cái chợ này dữ quá. Thành ra cái lớp ở lại này còn hơi cho bà chịu nữa. Cái lớp là này chợ tự do. Đúng rồi, bầu trời tự do là trong cái lớp học của bà mầm này. Bây giờ tụi con đó, ví dụ như lớp của Linda mà có 7 đứa là cùng giống như con, tụi con kêu nó vô lớp của bà học đi. Đó, vô lớp của bà học là bà mới tạo ra một cái chương trình để cho tụi con học. Từ lớp 6 trở lên cho tới lớp 12 là tụi con học giống như ở bên Mỹ, là học giống như ở đại học vậy đó. Thấy không? Học bất cứ, học tất cả mọi môn. Rồi tới cái lớp 9, 10, lớp 10, 11, 12 là hai cái năm cuối cùng mới chọn cái ngành thôi. Còn từ lớp 6 cho tới lớp 9, cho tới lớp 10 là học như là từ lớp 1 tới lớp 6. Nhưng mà lớp 1, lớp 6 là nó nhỏ. Còn lớp 6 cho tới lớp 10 là cũng những cái môn. Thí dụ tụi con vẫn phải học sinh học, lý hóa, xã hội, học về xã hội, học về lịch sử, địa lý và lịch sử thế giới. Chỉ có 8 môn thôi, toán nữa. Thấy không? Toán và vật lý là tụi con phải học. Nhưng mà tới lớp 10 đó là chọn, hoặc là tụi con học về... Từ ngày hôm qua đến giờ nhiều cực kỳ. Rồi bà nói là kìa. Tao ra chục lần luôn. Bà nói, để bà nói đi, để bà nói đi. Ừ, đó. Thì bây giờ bà sẽ lập ra một cái chương trình. Thấy không? Thì tụi con học lớp 6. Lớp 6 là tụi con học lịch sử thế giới nè. Học địa lý của đất nước Việt Nam, mà vì học lịch sử thế giới thì học luôn địa lý của thế giới. Thấy không? Thí dụ tụi con học về lịch sử thế giới, nước Pháp có cái gì, đánh nhau cái gì, thì phải học luôn cái lịch sử về cái địa lý của nước Pháp, nó gồm có chỗ nào đánh nhau thì đánh ở chỗ nào, đúng không? Thì khi mà tụi con học lịch sử thế giới là học luôn cả địa lý của thế giới. Thì khi học lịch sử của Việt Nam thì học luôn địa lý của Việt Nam. Đó là lịch sử. Rồi môn văn, văn là học để mà viết văn, học văn và triết đó là phải học với nhau, thấy không? Rồi khoa học về xã hội là phải học, xã hội có cái gì, thấy không? Nghĩa là tụi con không học kinh tế này kia cái nào thôi, nhưng mà tụi con học toán, toán là để làm gì, để biết suy luận, toán thì có hình học không gian, hình học đủ thứ, toán thì còn có đại số này kia cái nọ nữa. Để mà sau này nhưng mà con, con ghét toán luôn. Toán là tại phải có người giỏi thì dạy, người thầy giỏi thì tụi con mới học được. Toán chỉ có suy luận và logic thôi. Toán bà, là bà không hiểu vậy nè bà. Tại sao khi mà một cái đất nước mà người ta độc lập, người ta lúc mà người ta hát lại quốc ca của người ta lên, con cảm giác như là người ta rất là tôn trọng cái người hát đó, mà khi mà người ta là người hát cái bài đó nữa, người ta rất là tự hào. Mà sao ở Việt Nam mình khi mà con ngồi con đứng con chọc gồm hồi hay là con trong đầu cả lớp luôn, mà thậm chí là cái trường luôn ta. Mà không ai cảm thấy rung động hả? Tại vì nó là giả. Tại vì mình đâu có độc lập gì đâu mà mình hát độc lập. Nhưng mà bài quốc ca của bài quốc con ca của Việt Nam. Hiện giờ là hát sao đâu, hát cho bà nghe coi. Đại quân Việt Nam, Việt Nam đi, đi chung quân bước trên đồ vang trên đường xa, người Việt Nam đi mau chiến thắng vàng của nước, đại là máu. Cái bài vậy không hồi hộp luôn á. Trời ơi cái bài gì vậy? Cái bài mình nó rất là dài luôn, cái bài mà kiểu nó lôi thôi lớp phớt. Tung mây xa trên khu quân thành ca, từ vinh quang xây xa quân thù. Bài đó bà hỏi tụi con nè, tụi con hát cái bài đó tụi con thấy nó có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa gì không? Không, không có ý nghĩa nào luôn. Cộng hòa nó có ý nghĩa.
đúng có rồi. Cái bài mà cái bài gì mà Việt Nam và Việt Nam Việt Nam nay ta cùng gì á, ra già cùng dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, bài đó mới hay đó. Trời đất ơi, và xong bà... cái bài đổi ca cái bài đúng nhanh luôn, em hát bài đó là cực kỳ nhanh luôn, cùng nhau tôi còn thích câu cố gắng đi yêu hồ người dân đi xuống. Thôi cái bài đó anh muốn xé cái bài đó bỏ ghê vậy đó. Rồi cái gì ta, cái bài đó cái câu cuối cái là... câu cuối cái câu kia mới hay gì, xứng danh dòng sông Lạc Hồng đó. Em không nhớ bài đó. Cái bài đó là như vậy nè. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho nước Nam từ nay thêm vững bền, dù cho thầy phơi trên gươm dao, thù nước lấy máu đào đẹp bao, nòi giống lúc biến phải cần giai nguyên công dân luôn vững bền, tâm trí không quên chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Không hiểu sao cái bài đó là bài phụ luôn á, từng nào mà hát có hai bài kia là bắt đầu mới mở. Để cho bà ca hát, hát đi. Để cho bà ca hát đi. Hát từ chế còn hay hơn mấy cái bài bây giờ. Thế bữa nào đi bà ghi lại rồi bà hát cho nghe. Bà cũng thích cái đó, bài Việt Nam. Hồi đó là con được ông nội kể hát cho mấy bài hay hay lắm, mà giờ ông cũng kiểu lớn tuổi rồi nên cũng ấy. Hồi đó ông đi chiến đấu rồi đi ấy cũng ông hay á. Ông nội con hồi đó là đi chiến đấu ở đâu? Ông nội của Tina đó đi chiến đấu ở đâu? Tina? Mẹ ông nội con về già rồi, 80 tuổi chưa? Ông nội con là lính quân lực của Việt Nam. Anh nghĩ gì về địa đạo Củ Chi anh? Anh vẫn chưa biết, em có thể nói cho anh về đề tài Củ Chi không? Anh không, cũng không biết. Nào, sau khi mà em xem cái bộ phim Biệt Động Sài Gòn xem mới nói, ủa tại sao mà người ta đi trên đường đánh không đánh, đi chui đâu đánh không vậy? Rồi xong đến mỗi lần mà bạn chứng hoạch thì lại chui dưới đó. Ủa bộ chui chỗ nào hết, chui đi chui dưới dòng đất. Cái đó là đánh lén sợ. Cái địa đạo Củ Chi. Cái địa đạo của... vô cùng luôn. Cái địa đạo Củ Chi người ta nói là lung tung, cái đó là người ta nói xạo, ta tuyên truyền, nó không có gì hết đó. Lúc nãy em xem một phim nó, ủa sao lúc đó thả bom nó không phá, nó không phá ngay chỗ cái mấy cái cửa địa đạo Củ Chi, nó phá banh luôn đi cho rồi. Vô luôn đi. Anh chỉ thấy dân tộc Việt Nam là tiểu nhược thôi, thành ra phụ thuộc nhiều vào yếu tố. Không là cũng tại mình, ai biểu mình đi theo ngoại bang chi, là tại Macron đi theo Mác Lê chủ nghĩa làm gì. Chứ hồi xưa tới giờ nước mình cũng là một nước nhiều tiểu. Từ thời vua Gia Long này kia nọ, ta cũng làm ra hào hùng chứ. Tại sao đi theo cộng sản chủ nghĩa chi để bây giờ mình trở thành hèn mọn như vậy? Đúng không? Rồi nói láo. Nói láo từ đủ mọi thứ, giáo dục cũng nói láo, công thương cũng nói láo, tài chánh cũng nói láo, quân đội cũng nói láo, công an cũng nói láo, ai cũng nói láo hết. Thông tính rồi xong nói gì cũng được hết đó. Nhưng mà là bây giờ giống như bên Việt Nam ở bên Trung Quốc á, cái vụ mà Trần Đức Đô vậy á, cái vụ đó cũng liên quan đến Trung Quốc đó. Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mà Trần Đức Đô á, mà một chuyện Trần Đức Đô thôi là bây giờ là không có ai muốn cho con mình vô quân đội nữa luôn. Ừ, đúng rồi. Nó vừa có cái mặt lợi và nó vừa có cái mặt hại. Nó hại một cái là nó vừa có lợi nó có hại, là người ta cái lợi là người ta biết được rằng là người trong cái bộ không phải cái Trần Đức Đô bây giờ đâu, mấy chục năm về trước kìa, để bà gửi cho một câu chuyện của một người cũng là ở trong cái quân khu 1 đó, người ta mới kể cái câu chuyện còn ghê rợn hơn nữa. Là tại vì Hoa Nam nó đã ở trong cái đảng cộng sản này là từ năm 1940 rồi. Từ năm 1949 là của Mao Trạch Đông rồi, thì 1930 tới 40-45 là đã người Tàu nó đã xâm nhập với trong cái đảng cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản Trung Quốc là một rồi, đúng không?
Thành ra Hoa Nam nó đã có từ đời nào rồi chứ không phải tới bây giờ đâu. Ý bà có Dạ để bà ý con. chuyện không bà? Hả? Ví dụ mà làm nếu mà trước khi mà những cái người mà ở bên Bắc Việt á, Ừ. mà người ta cướp vũ khí của quân Việt Nam Cộng Hòa mà miền Nam á, thì Ừ. là trước khi mà cướp vũ khí của người đó thì đâu phải nào mà đi đánh tay đôi rồi xong cướp vũ khí được. Vậy là Ừ. phải có một người nào đó viện minh cho vũ khí rồi xong mới đánh để đi cướp vũ khí cho bên kia được. Thì bên Liên Xô với Trung Quốc là coi Viện như trợ. là mà ông Hồ Chí Minh đó là ông là coi như làm tay sai cho Liên Xô với Trung Quốc. Thì Liên Xô Trung Quốc là muốn coi coi như là chia đôi cái đất nước Việt Nam ra làm hai, thấy không? Rồi Bà để mà có lúc con không hiểu vậy là bà, tại ừ. sao lúc đó lúc mà đi đọc bản tuyên ngôn độc lập á, lúc Ừ. đó đang chiến đấu mà tự nhiên đi đọc bản tuyên ngôn độc lập chi, để chiến đấu xong rồi đọc bản tuyên ngôn độc lập chưa có muộn mà. Ừ đúng rồi. Là nó cướp cái em, nó cướp cái em, À, nó nó cướp cứ cái mít cười của cái tổ mà chức đọc bản công tuyên ngôn chức. độc lập ngay lúc mà người ta đang chết nhiều, mà còn có mấy người đứng ở ngay chỗ dinh độc ở ngay chỗ đọc bản tuyên ngôn độc lập thôi, tự nhiên đi đọc chưa biết luôn á. Cái đó Cái đó dùng phần lý do cuối đó là của mà cái đó phần phần cuối của cuốn một có ghi là ma cà rồng Hồ Chí Minh là cướp cướp cái cái quyền mít cướp cái cờ chính quyền của ông Trần Trọng Kim. Lúc đó là chính quyền của ông Trần Trọng Kim, thì lúc đó là gọi là mấy thằng cướp, người ta gọi là mấy thằng cướp, cái người ta đang biểu tình chống lại thực dân Tây, cái nó vô nó giật cái microphone, nó giật luôn, và nó làm thành phần cái ngày đó là ngày nó ăn cướp, là gọi là cướp, mà họ cũng nói mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói là họ cướp chính quyền mà. Mà họ cướp đủ thứ, họ tra cướp tấn đủ thứ nữa, rồi xong còn giả tất bộ cả rồi những người, những cái người hãng mà Sơn đóng Đông góp, Á bà. tất cả những người người ta đóng góp để cho cái đánh cho thực dân đó, cuối cùng ổng cũng giết người ta hết. Thế đó bà Cái mới tác gọi phẩm đồ họa tiên đó bà mới bà. gọi là ma cà rồng là vậy đó Rồi bà Nguyễn Thị Năm nữa. Bà đó Nguyễn Thị Năm, bà Cát Thanh Long. Bà bà cống nghĩ hiến sứ người bao ta nhiêu là cần á. tiền vàng, cuối cùng cũng đấu tố bả rồi cũng chung sống bả đó, nhiều Cái lắm. gì cũng kể mấy anh mấy chị mấy em kể vừa vừa chứ cũng tối tối cho bà nghỉ xíu. Ok Ôi bây giờ khuya rồi. anh Vậy lại thôi muốn nghe con Tina mà kể nhiều hơn cơ. rồi bây giờ mỗi Hôm tuần nay kêu đó. làm để tuần để ngày khác đi, bởi vì hôm nay cũng đã muộn rồi. Ở bên Việt Nam hiện nay là 9:01 giờ luôn rồi, bình thường là mình chỉ mới đến 12 giờ thôi, hôm nay là 1 giờ Dạ luôn rồi. yeah, bây giờ là Hôm nay bên 11 giờ khuya ở bên Mỹ rồi. Thôi bây giờ về em ha, bạn. mỗi ngày Chủ nhật tụi con vào lớp học, rồi bà sẽ có một cái những cái chương trình cho cái lớp mà tụi con lớn lớn như vậy nè, tụi con hiểu biết rồi. Thì bây giờ mình phải phát triển cái kiến thức của mình, đúng không? Mặc dù nó có những cái vấn đề đó mình coi như là trò chơi như vậy đó, bỏ qua một bên đi, là tụi con phải phát triển cho được cái kiến thức của tụi con. Tại vì cuộc đời còn dài lắm, biết đâu nhiều sự thay đổi mình không biết được, thấy không? Thì bà chỉ nghĩ là tụi con cố gắng làm sao bây giờ ghi lại, viết cái văn kệ tự truyện của tụi con đi, mỗi đứa một cái. Rồi thôi bây giờ bà chào tạm biệt tụi con nha. Rồi Dạ chúc bạn ngủ rồi ngon. rồi Chào bà tạm cảm biệt ơn tụi con. bà. Bye Good night. bye. Ok. Bye bye mọi người. Bye bye Tina. Bye bye. Bye, tụi Bye con nhớ liên lạc với bye nhau nha. Tina. Đó. Bye bye.